Chiều nay, nhiều tỉnh thành miền Trung vẫn tiếp tục nắng mạnh và nóng, cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo các thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thành phố Quảng Ngãi trưa chiều nay nhiệt độ lên cao trên 38 độ C. Riêng Hoài Nhơn, Bình Định có thể trên 39 độ C. Còn nền nhiệt phổ biến từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận dao động từ 35 đến 37 độ C. Trời nóng bức, trẻ em hay rủ nhau ra ao hồ tắm giải nhiệt, nguy cơ đuối nước rất cao. Các bậc phụ huynh cần giám sát trẻ, không cho trẻ đi tắm, bơi ngoài sông suối, lấp kín các hố và rãnh sâu sau khi đã sử dụng.